Vâng, em xin chào tất cả các bác. Hôm nay là buổi chiều ngày 27 tháng 10 năm 2024. Em nhà vườn Cường Hiền ngày hôm nay lên một cái video chia sẻ rất nhiều các mặt hàng con giống tới tất cả các bác. Và lời đầu video thì cho em xin gửi lời chào, lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các bác. Các bác xem video thấy hay, bớt chút thời gian cho em xin một nút chia sẻ, một nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Và số điện thoại liên hệ nhà vườn là 0349 581 888. Các bác gần đây thì các bác có thể qua nhà nhé, qua nhà, qua vườn nhà em luôn. Sau đây thì em sẽ đi vào đơn hàng số 1 ngày hôm nay. Em đi vào cái đơn hàng số 1 ngày hôm nay, đó là một chậu lựu ngố các bác nhá. Lựu ngố thì chậu này đang nụ các bác nhá, đang nụ để các bác về ngắm hoa. Chiều cao của cây này thì tầm khoảng 1 mét các bác nhá, cao tầm 1 mét. Và cái này thì nó vẫn còn nguyên màu cũ, các bác lấy là em sẽ đánh bầu về các bác cho lên cái chậu gốm thôi. Đơn hàng số 1 này thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị Bình với giá là 360.000 đồng rồi nhá. Về các bác sẵn ngắm hoa luôn. Đây ạ. Trên này đang ra những cái nụ nhỏ luôn đấy ạ. Mùa này thì trà mi là tất cả là đều đang nụ, đang nụ coi nhá. Về các bác ngắm hoa Tết. Và cái bông lựu ngố mà khi mà mới nở nhá, mới nở nó như là một bông hoa hồng luôn ạ. Cái đơn hàng số 1. Em chuyển qua đơn hàng số 2. Đơn hàng số 2 ngày hôm nay, một cây lựu ngố hàng thoát thân các bác nhá. Thoát thân, cây này thoát khoảng tầm 50 55 các bác nhá, thoát tầm 50 55 đầu lên tán. Đây ạ. Tán rất là sum suê. Đơn hàng số 2 này. Cây này em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 350.000 đồng nhá, 350.000 cho đơn hàng số 2. Cái này thì em quay ở vườn nên là cái không gian nó sẽ hơi rộng nên có thể là các bác nhìn cái cây nó sẽ hơi nhỏ. Chuyển qua đơn hàng số 3. Đơn hàng số 3 ngày hôm nay, một chậu lựu ngố các bác nhá, lựu ngố cũng đang nụ đấy ạ. Đấy, chậu này cũng rất là nhiều nụ rồi nhá. Đơn hàng số 3 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 đồng cho đơn hàng số 3. Cây này thì nó chỉ cao khoảng tầm 70 thôi các bác nhé. Cao tầm khoảng 70 em áng áng như thế. Đấy, đây là đơn hàng số 3. Em chuyển qua đơn hàng số 4. Đơn hàng số 4 ngày hôm nay đó là một chậu lựu cổ Nam Định. Cái dòng lựu cổ và lựu ngố là hai cái dòng hoàn toàn khác nhau các bác nhé. Hai mặt bông hoàn toàn khác nhau và là hai cái giống mà nó khác nhau rất là nhiều. Đấy, cái dòng này thì đang nụ các bác nhé. Đang nụ rất là nhiều nụ luôn. Đây ạ. Và cái bông lựu cổ này, cái bông lựu cổ này thì bông nó to bằng cái bát ăn cơm luôn. Và cái cây lựu cổ là cái cây mà phải nói là rất là khỏe các bác nhá, rất là khỏe. Các bác ở trong miền Nam ấy thì các bác cứ trồng lựu cổ tứ quý hoặc đỏ cung đình giúp em nhé. Đặc biệt là tứ quý rất là thích hợp cho các bác ở trong miền Nam luôn. Các bác mà có không gian rộng ấy, không gian rộng này, vườn rộng, hoặc các bác mà có ban công ấy, các bác có thể trồng một hàng tứ quý đấy. Và cái đấy thì là nó ra hoa quanh năm các bác nhé. Cây này rất là nhiều nụ nhá, siêu nhiều nụ luôn. Đấy, nụ nó giấu rất ở trong lá đấy ạ. Cái đơn hàng số 4, cái chậu lựu cổ này em chia sẻ cho các bác cô chú chị mình với giá là 180.000 đồng nhá. Cây này to hơn ạ, 180.000 cho đơn hàng số 4. Em chuyển qua đơn hàng số 5. Đơn hàng số 5 ngày hôm nay là một chậu lựu cổ Nam Định đấy ạ, rất là nhiều nụ đấy ạ. Đây các bác nhá, rất là nhiều nụ luôn. Cái đơn hàng số 5, cây này nhỏ hơn, em chia sẻ cho các bác với giá là 150.000 đồng cho đơn hàng số 5. 150.000 các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 6. Đơn hàng số 6 ngày hôm nay là một chậu lựu cổ rất là nhiều nụ. Đây ạ, nụ đây các bác nhá. Đơn hàng số 6 này, chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 cho đơn hàng số 6. Cái này về các bác có thể sang cái chậu gốm để bàn trà rất là đẹp luôn. Em chuyển qua đơn hàng số 7. Đơn hàng số 7 ngày hôm nay là em chia sẻ một chậu trà mi tứ quý. Tứ quý hồng các bác nhá, tứ quý hồng. Bên nhà em thì tứ quý là có hai màu đỏ và hồng. Và về cái khuôn bông ấy, khuôn bông thì nó có rất là nhiều khuôn bông khác nhau. Nó có đỏ đậm, đỏ nhạt, hồng đậm, hồng nhạt các bác nhá. Có 3 4 khuôn bông đấy ạ. Chậu này thì đang nụ này, đang nụ và đang ra cả lộc này. Hay các bác nếu các bác muốn để lên lộc ấy, cây nhanh ra tán thì các bác vặt nụ giúp em nhé. Chậu này về các bác để hai bên cổng hoặc trước cửa thì quá là đẹp luôn. Đơn hàng số 7 này, em chia sẻ cho các bác cô chú chị mình với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 7. Em chuyển qua đơn hàng số 8. Đơn hàng số 8 ngày hôm nay em chia sẻ cho các bác một chậu trà mi. Hàng này hàng thoát thân nhau nhá, thoát thân. Đây ạ. Đang rất là nhiều nụ, hàng chùm nụ luôn. Vừa nở xong các bác nhá. Cái này là em để cho ra nụ này thì là nó sẽ không lên lọc, còn nếu các bác muốn lên lọc các bác vặt bỏ hết nụ ấy nhá, cho nó nuôi nó dưỡng cây, không để cho ra hoa nữa. Đơn hàng số 8 này. Cây này rất là to đẹp luôn. Thì về các bác rong tán nhé. Đơn số 8 này thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 220.000 đồng rồi nhé. 220.000 đồng cho đơn hàng số 8. Em chuyển qua đơn hàng số 9.
Đơn hàng số 9 ngày hôm nay đó là em chia sẻ cái dòng tứ quý sa nhỏ nhá, đang nụ. Đấy, tứ quý sa nhỏ đang nụ đây ạ. Bông đang hé đây. Và tứ quý của nhà em là tứ quý cánh kép các nhá. Tứ quý cánh kép 100% là cánh kép. Đơn hàng số 9 này. Cái này thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 100.000 đồng trên một bầu các nhá. 100.000 đồng trên một bầu cho đơn hàng số 9. Chiều cao của nó dao động từ 4 đến 50 các nhá, 4 đến 50. Đơn hàng số 9. Em chuyển qua đơn hàng số 10. Đơn hàng số 10 ngày hôm nay đó là em chia sẻ cái dòng lựu điểm tuyết đang nụ các nhá. Lựu điểm tuyết đang nụ ạ. Đây ạ. Đấy. Đơn hàng số 10 này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 100.000 đồng trên một bầu. 100.000 các nhá. Cho đơn hàng số 10. Em chuyển qua đơn hàng số 11. Đơn hàng số 11 ngày hôm nay đó là một chậu bạch cổ nhá. Bạch cổ đấy đang rất là nhiều nụ. Cái này thì hàng cốt một thân các bác nhá, một thân. Cái này về các bác rong thêm tán ra, tán rất là to, tròn đẹp. Đơn hàng số 11 này thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 500.000 đồng cho đơn hàng số 11. 500.000 các bác nhá. Em chuyển qua đơn hàng số 12. Đơn hàng số 12 ngày hôm nay đó là một chậu thiển nhá, thiển này là thiển to đấy ạ. Thiển to đấy. Đơn hàng 12 này, cây này em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 700.000 đồng các bác nhá. 700.000 cho đơn hàng số 12. Cái này cây này cao khoảng tầm mét hơn mét rồi. Em chuyển qua đơn hàng số 13. Đơn hàng số 13 ngày hôm nay. Đây ạ, cũng một cây thiển nhá. Cây này thoát khoảng tầm 30. Lên tán này. Tán siêu đẹp luôn các bác nhá. Rất là to. Con này cái về các bác cắt làm hom này. Đơn hàng số 13 này. Chia sẻ các bác cô chú anh chị mình với giá là 1 triệu đồng các nhá. 1 triệu đồng. Cây thiển rất là cao, rất đẹp. Em chuyển qua đơn hàng số 14. Đơn hàng số 14 ngày hôm nay, một cây thâm hồng bát diện siêu nụ rồi nhá, siêu nụ. Thâm hồng bát diện. Đấy. Cây này thì hàng một cốt thoát tầm 40 rồi nhá, thoát 40. Bắt đầu ra tay, ra tán. Cái này các bác về làm một đôi để hai bên cổng quá là đẹp luôn. Tết một năm mới là các bác có một cái màu đỏ, đỏ của sự may mắn luôn đấy ạ. Đơn hàng số 14 này. Em chia sẻ cho các cô chú anh chị mình với giá là 200.000 đồng rồi nhá. 200.000 đồng cho đơn hàng số 14. Em chuyển qua đơn hàng số 15. Đơn hàng số 15 ngày hôm nay em lên một cây bát diện hàng chân bệ đẹp các bác nhé. Chân bệ đẹp đây ạ. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Xong luôn rồi nhé. Xong luôn. Xong tử luôn. Hai con nó ôm vào nhau luôn. Đấy. Bệ đây. Bệ cực kỳ đẹp luôn. Cái này các bác về bới bệ ra, trồng nổi giúp em nhé. Cây này về chiều cao thì cao khoảng tầm mét 1, mét 2 rồi nhá. Đấy. Đơn hàng số 15 này, cây này em chia sẻ cho các bác với giá là 260.000 đồng rồi nhá. 260.000 cho đơn hàng số 15. Em chuyển qua đơn hàng số 16. Đơn số 16 ngày hôm nay em chia sẻ một cây bạch cổ size to rồi nhá, size to. Đây ạ. Phải gọi là quá nhiều nụ luôn các bác nhá. Chi chít nụ luôn. Gốc đây. Gốc cực kỳ là to đẹp luôn các bác nhá. Gốc rất là to đẹp luôn. Đơn hàng số 16 này, cây này thì em chia sẻ cho các cô chú chị mình với giá là 5 triệu đồng các bác nhá. 5 triệu đồng. Tán lá sung xuê. Cây này các bác về để ở sảnh hoặc trước cửa quá là đẹp luôn. Đấy là đơn số 16. Em chuyển qua đơn hàng số 17. Đơn hàng số 17 ngày hôm nay đó là một cây bạch. Cây này rất nhiều con tử các bác nhá. Rất nhiều con tử các bác về làm bonsai. Cây này các bác về có thể là cắt bớt, tỉa bớt đi. Cây này về làm bonsai đẹp các bác nhé. Cây rất là già. Phải nói là cây rất là già và rất là đanh. Đơn hàng số 17 này. Cây này thì em chia sẻ cho các cô chú chị mình với giá là 3 triệu đồng rồi nhé. 3 triệu đồng cho đơn hàng số 17. Và những cái em lên những cái đơn hàng to như này ấy, thì để các bác tham khảo. Bác nào mà hợp nhãn thì các bác có thể sưu tầm nhé. Còn các bác không thì các bác có thể bỏ qua. Có thể sưu tầm những cái đơn hàng nhỏ hơn. Đơn 17. Em chuyển qua đơn hàng số 18. Đơn hàng số 18 ngày hôm nay đó là một cái chậu đỏ cung đình đang nụ nhá. Rất là nhiều nụ. Đơn hàng số 18 này, cái này em chia sẻ cho các bác giá là 100.000 đồng trên một bầu cho đơn số 18. Và cái đỏ cung đình này nó là dòng cánh xếp các bác nhá. Dòng cánh xếp, hoa rất là đẹp. Đơn 18. Em chuyển qua đơn hàng số 19. Đơn hàng số 19 ngày hôm nay thì em chia sẻ cái dòng bạch sa nhỏ có nhá. Bạch sa nhỏ. Cái đơn hàng số 19 này thì em chia sẻ cho các bác cô chú anh chị mình với giá là 100.000 đồng rồi nhá. 100.000 đồng cho đơn số 19. Cái này các bác lấy không nụ hoặc lấy có nụ thì bên em đều có nhá.
đều có cả size có nụ và không nụ cho các bác sưu tầm. Bác nào muốn ngắm hoa thì có thể là lấy cái size đang nụ như thế này. Đấy, còn các bác mà muốn rong tán thì các bác có thể lấy cái size như thế này. Về sang năm các bác để cho tán nó to ra thôi đó các bác nuôi hoa nhé. Đấy, đơn 19. Em chuyển qua đơn hàng số 20. 20 ngày hôm nay thì em chia sẻ cái dòng bạch nhật đang nụ quá nhá. Đấy, bạch nhật đang nụ chi chít nụ như này luôn. Cái này thì cái size này ấy, thì em có size 80.000 và 100.000 nhau nhá. 80.000 và 100.000. Thì các bác lấy size nào thì các bác có thể liên hệ nhá. Cái đơn hàng số 20. Em chuyển qua đơn hàng số 21. 21 ngày hôm nay lựu điểm tuyết. Đấy, siêu nụ rồi nhá. Siêu nụ cây lựu điểm tuyết này luôn. Quá nhiều nụ luôn. Đơn số 21 này. Cây này thì em chia sẻ cho các bác cô chú chị mình với giá là 250.000 đồng cho đơn hàng số 21. Và đơn hàng số 21 thì cũng là đơn hàng cuối cùng của video bán hàng ngày hôm nay. Các bác mua hàng thì các bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại là 0349 581 888. Cuối video thì em cũng xin chào và hẹn lại các bác ở các video tiếp theo.